chào mừng bà con trở lại với kênh TTV chào của cơ khí nông nghiệp Phú Hải. Hôm nay là 14 tháng 2, cơ khí Phú Hải hoàn thiện ra cày 5 chảo cày nước mía cho máy 50 cây. Dàn cày này là của anh Dung tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Dàn cày được thiết kế và cải tiến theo phong cách Thái dựa trên phiên bản mẫu VHC của cơ khí Phú Hải Thái Bình tiêu chuẩn cơ sở số 01 tháng 1 năm 2019. Dàn cày được thiết kế là khung trụ bắt lá chặt tích rời và có thể di chuyển dọc theo khung. Máy 50 HP kéo dàn cày 5 chảo cày đất đĩa đường kính chảo 500-560. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm của cơ khí Vũ Hải thì xin liên hệ là trực tiếp với số điện thoại là 0982 975256 hoặc là 0936 975256. Cơ khí Vũ Hải 65 Trương Ngọc 1 Liên Giang Đông Hưng Thái Bình chuyên gia công cải chảo lồng bừa các loại. Đây là bánh lồng của Sibora 325. Bánh lồng này là của anh Mỹ ở Chợ Mới Bắc Cạn. Sản phẩm của anh là bao gồm bánh lồng dàn cày 5 chảo. Đây là bừa răng kép cho máy làm đất.